Hello. Video lần trước thì mình đã vừa kể cho mọi người là mình mới nhận phòng ở Văn Viên rồi. Giờ thì tụi mình lao ba chân bốn cẳng để mà đi chơi thuyền cay gắt nha. Nếu các bạn đã từng đặt chân một lần tới Văn Viên thì chắc chắn sẽ không xa lạ với những hình ảnh những chiếc xe mà chở cái thuyền cay gắt như thế này đúng không? Theo thông tin mình được biết, trước Covid, Văn Viên là một thành phố du lịch đáng tự hào. Nếu như suy đoán không nhầm của mình thì mình nghĩ du khách tới đây đa phần là người Hàn Quốc. Tại vì trong tất cả các menu có ba loại tiếng, đó là tiếng Anh, tiếng Lào và tiếng Hàn Quốc. À quên, chèo thuyền kayak này thì chỉ tốn 60 kip cho một người và mình liên hệ ngay với lễ tân khách sạn, người ta sẽ book ngay cho mình nha. Xe sẽ tới đón trực tiếp ngay tại khách sạn và người ta sẽ chở mình lên tới thượng nguồn này nè. Đây là cái bãi tập kết để mà chuẩn bị chèo thuyền đó mọi người, rất là đông và không khí vô cùng nhộn nhịp luôn. Phải nói đi xe phấn khích một thì tới đây mà nhìn cái cảnh này thì phải nói phấn khích tới 2 tới 3 luôn đó nha. Nhìn non nước hữu tình như thế này thì tổ sóng ảo chắc chắn phải độ mình rồi. Đó, làm ngay một kiểu ảnh ngay ngồi trên đầu thuyền như thế này. Nếu như thuyền bạn chỉ có hai nữ hoặc là chỉ có một người lớn, một trẻ em thì chắc chắn sẽ có một anh nhân viên đi kèm. Tại vì để đảm bảo an toàn đó mọi người. Nước ở đây tuy là nông nhưng mà thuyền rất dễ bị mắc. Tại vì đá sỏi ở dưới nhô khá cao đó. Thật tiếc tại vì không thể cho mọi người nghe cái âm thanh quẩy lúc này. Ở đây mọi người đang mở nhạc đùng 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 nhạc quẩy luôn đó mọi người. Rất là vui và nhộn nhịp luôn. Ở hai bên sông mọi người sẽ thấy có rất nhiều trò cho người ta ngồi và nhúng chân ngay xuống nước luôn. Vừa nhậu vừa uống bia mà nhúng chân như vậy mát còn gì bằng phải không? Hello người anh em. Phải nói tụi mình thuộc diện trẻ em có người lớn đi kèm cho nên là chèo cho vui thôi chứ toàn ngồi ngắm cảnh, ngắm sông, ngắm suối và ngắm những người xung quanh. Hãy nhìn coi, hello mọi người, có thấy tôi ở đằng xa xa đây không? Và ở kia mọi người thấy có một người đang nhảy zip line. Ủa, xa quá, bơi lại gần đi bác tài ơi, nhanh. Đây rồi, người anh em của tôi đây rồi, hello. Có thấy tôi không dạ? Trời ơi, sao đi vội vàng quá vậy? Sau bao năm sinh sống tại Lào, nếu như bây giờ có bạn bè hỏi mình câu hỏi rằng ở Lào có gì đặc biệt, thì mình sẽ tự tin trả lời rằng ở Lào bạn sẽ được đi chơi ở một nơi hoang sơ, gần gũi với núi rừng và hòa mình vào thiên nhiên giống như vậy nè. Hãy cùng đón xem tập sau để mình tới Viewpoint nha. Bye bye.